Chào mừng các bạn lại với kênh của mình là Giáo Bé Hà. Dục với anh Tơn mà nhận nha anh em. Nhận nhiều chân quá vậy. Có bắn tơ nè. Không phải có bên nhận. À, chặn được ai đúng không? Ngon vậy. Làm mình tôi sẵn thôi. Chưa nhanh lắm nha. Đâu vậy? Thì chậm thôi, chờ lẻo vậy hơn, sao giết mày được. Hư. Ba chở các mày. Hết cứu không? Trả lời cho bóng cái. Đi chơi nha. Chơi nha. Trắng trợn thì chứ kiến thức mới à. Rồi bố bác sĩ rồi mọi người. Mà nó có chật điểm là nó đâu có làm gì đâu đâu. Mày cãi tao. Bất kể đi mấy ní. Bất giỡn nè. Gấp lắm. Đằng ác luôn. Đằng ác luôn. Bắn tờ bây giờ. Nó lì. Lì. Gấp cứu lắm.
chỗ này nó chưa đâu gọi trời. Mỏi tay nha. Chạy. 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 Knock out mày luôn chứ. Tao me mày được không? Chạy. Alo. Nhưng cái nhà nó cũng không lắp được mà ta. Vô lý mà tôi lắp đâu. Giờ có dính nhện là nó sẽ bị. À khó chịu nha, không có nhiều rồi đó. Hé sọt mà chạy. Cái này máu khó chịu đó. Rồi nó xong rồi. Chứ đi nó tiếp là xong rồi. Đi đó. Đi áo đen.
Cả hai phần toàn. Mình nhớ đâu, rất là nhiều việc luôn đâu. Game ảo à. Màu đen, màu đen. Cho các bạn thấy cái mình và nó theo cái đứt nhất theo nhé.